Bình Dương, hàng chục cảnh sát bao vây 3 cây xăng Vân Trúc nghi liên quan tới đường dây xăng giả. Sáng ngày 9 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an tiến hành khám xét hàng loạt cây xăng lớn trên địa bàn thành phố Thuận An liên quan tới đường dây 2,7 triệu lít xăng giả. Theo ghi nhận, các cây xăng bị Công an bao vây, khám xét mang biển hiệu của công ty Vân Trúc. Được biết, có ít nhất 3 cây xăng có tên Vân Trúc nằm trên đường DT743 thuộc phường Bình Hòa và phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bị lực lượng Công an thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai bao vây, kiểm tra. Đến 9 giờ 30 phút, nhiều xe của lực lượng công an điều tra, cảnh sát cơ động và hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn đang chốt chặn, bao vây xung quanh phía bên ngoài 3 cây xăng có tên Vân Trúc. Bên trong lực lượng công an kiểm tra khám xét, phía bên ngoài, các cây xăng lực lượng làm nhiệm vụ nghiêm ngặt không cho bất cứ ai ra vào. 3 cây xăng này hoạt động từ rất lâu nằm sát các khu công nghiệp. Được biết, đợt khám xét lần này tại 3 cây xăng Vân Trúc là do có liên quan đến đường dây xăng giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai. Trước đó, đêm ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triển khai lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong thời điểm này, Công an bắt quả tang các nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long. Khi cảnh sát áp sát, các nghi can chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Cảnh sát đã bao vây, khống chế toàn bộ các nghi can. Vật chứng thu giữ là gần 2,7 triệu lít xăng giả, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan. Theo ước tính, hàng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8 năm 2020 đến nay, các nghi can đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng. Trong chuyên án xăng giả lớn này, đến nay công an đã bắt giữ khoảng hơn 40 người, trong đó người cầm đầu được xác định là Phan Thanh Hữu, 64 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Qua sàng lọc, củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 33 bị can trong tổng số 37 người bị bắt giữ. Các bị can này bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015. Ngoài ra, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi phạm tội khác. Riêng nghi phạm Lê Thanh Trung, 38 tuổi, ngụ Cần Thơ, được xác định là ông trùm mua bán hóa đơn giả trong đường dây này, đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra.